Hello, xin chào tất cả anh em. Chiều hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con đài rất là nổi tiếng. Đây chính là chiếc đài ba cây gậy. Chiếc đài ba cây gậy này thì nó có model là 1110S, một trong những cái con đài hàng xuất mà được bán ở thị trường Việt Nam những thập niên 90 rất là nhiều. Nó là kỷ niệm của rất là nhiều anh. Thì như anh em có thể thấy thì con đài ba cây gậy này thì nó không phải là hàng nội địa Nhật, nó là hàng xuất mà được sản xuất ở rất là nhiều nước, ví dụ như Malaysia rồi là Indo, cái này kia nó sản xuất và nó xuất cho các thị trường khác nhau. Thì với chiếc đài ba cây gậy này thì anh em sẽ được sở hữu một cái chất âm megabass và hi-fi tương đối là hay. Thì anh em có thể thấy ở đây thì nó có một cái phần dài cassette. Bên này thì hệ thống equalizer 5 cần. Bên này, dưới này là ba lăng và đây là volume. Con này về hàng thì còn rất là đẹp, anh em có thể thấy những cái xi mạ của nó còn rất là mới. Đấy. Đây có thể quay sát cho anh em có thể thấy. Nói chung là nó những con đài này thì nó không thể nào mà nó mới tinh được, giữ được như thế này cũng là tốt rồi. Đó. Hình thức thì còn rất là đẹp. Em là một người rất là kỹ tính trong vấn đề về cái ngoại hình của nó, nên là mình cố gắng mua và chọn sao cái sản phẩm nó còn đẹp để anh em vừa trưng bày vừa sử dụng. Ở đâu cho hàng cũ thì đôi khi nó cũng có thể nó có những cái trục trặc này trục trặc kia, nhưng mà mình giảm thiểu tối đa nhất để đến tay khách hàng nó tốt nhất. Bây giờ em sẽ test cái chất âm của con này cho anh em nghe. Đây là băng nha anh em. Nhiều anh em lại bảo này nó mở nhạc ở bên ngoài vào sau nghe tiếng hay thế. Bảo đơn giản em quay bằng cái điện thoại. Nhiều anh em hỏi vào quay bằng cái thiết bị gì. Em quay bằng điện thoại iPhone. Thế thôi. Đơn giản là mình để cái máy của mình trong một cái không gian nó sáng sủa. Đó. Ánh sáng nhiều thì là cái máy nó quay lên nó sẽ đẹp thôi. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà nàng cách núi gần bên, dàn hoa xứ quanh tường, nhìn sang trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhớ hoa tứ nhà nàng, ước cha thương đại khách, họ hàng câu bác yêu khen. Nhớ nàng hai dân tôi, màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thứ nhụy vàng, chắc nàng yêu tình chớ sầu. Em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bên dâu. Biết chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ bề bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời kín kín thơ thang. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Như vậy là em đã test cho anh em nghe cái chất âm của con này. Tiếng nghe khá là ok, hay. Phải nói là cũng rất là hay.
trước giờ những cái em nội địa thì là mình đã nghe nhiều, nhưng những em hàng xuất như thế này thì nghe ít. Khoảng trống này, ưu điểm của phương pháp này như thế nào? Mời các bạn cùng nghe chia sẻ của các bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật này ở Bệnh viện Thanh Nhàn trong bài viết sau. Chị Nguyễn Thị Mai, 52 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội, bị đau cột sống. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích chiếc đài cassette 3 cây gậy này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.